6 cặp con giáp cực hợp nhau. Nếu về chung một nhà thì phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới giàu có ba đời. Tuổi Tý và tuổi Sửu. Người xưa cho rằng người cầm tinh con chuột thường chu đáo, lanh lợi và tháo vát. Họ là đại diện của trí tuệ, trong khi người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và chịu khó. Bên cạnh đó, lối sống lý tưởng hóa mọi chuyện của người tuổi Tý sẽ được cách nhìn thực tế và nhạy bén của người tuổi Sửu dung hòa. Khi hai người ở bên nhau, họ là một cặp trời sinh. Sự kết hợp của hai con giáp này không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình và sự thấu hiểu lẫn nhau, mà cũng kéo dài sự giàu có và tuổi thọ. Tuổi Dần và tuổi Hợi. Người tuổi Hổ nhìn chung thường mạnh mẽ, cương nghị và hào hoa, là những người cấp tiến điển hình. Còn tuổi Hợi thì lười biếng, bản tính lãnh đạm, song phúc khí tràn trề, nhiều may mắn. Hai người này kết hợp với nhau, tính cách bổ sung cho nhau, tuy không có sức sống mãnh liệt nhưng cũng có thể hạnh phúc cả đời. Đặc biệt, sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này không chỉ mang lại phú quý phúc khí mà con cái cũng thịnh vượng. Tuổi Thìn và tuổi Dậu. Người sinh năm Thìn có khí chất phi thường, có thiên hạ, là người làm nên việc lớn. Còn người sinh năm Dậu thì giống như phượng hoàng giáng trần, mang theo phúc khí và sự sang giàu. Từ xa xưa đã có quan niệm rồng phượng xứng đôi vừa lứa, trời định một cặp. Người xưa có câu rồng vàng và gà trắng. 12 con giáp trải qua bao nhiêu năm vất vả phấn đấu để giàu có. 1. Tuổi Tý là 3 năm. 2. Tuổi Sửu là 30 năm. 3. Tuổi Dần là 5 năm. 4. Tuổi Mão là 10 năm. 5. Tuổi Thìn là 1 năm. 6. Tuổi Tỵ là 4 năm. 7. Tuổi Ngọ là 6 năm. 8. Tuổi Mùi là 15 năm. 9. Tuổi Thân là 6 năm. 10. Tuổi Dậu là 5 năm. 11. Tuổi Tuất là 20 năm. 12. Tuổi Hợi là 12 năm. Các bạn xem có đúng không nhé?